Kính thưa quý vị, tàu và máy bay quân sự Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam. Theo nguồn tin từ báo Dân Trí trong nước cho biết, tàu và máy bay quân sự của Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu Việt Nam, thực hiện những cú húc trí mạng vào tàu cảnh sát biển Cộng sản Việt Nam. Tàu Trung Quốc ngày càng ngang ngược vi phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam và họ vẫn chưa có ý định rút giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã được công nhận trong luật biển quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982. Số tàu của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp ở Hoàng Sa đã tăng từ 99 lên đến 134 với nhiều loại bao gồm chiến hạm, tàu cảnh sát biển, tàu hải giám, tàu hậu cần, tàu đánh cá. Theo báo Tuổi Trẻ, buổi sáng ngày 18 tháng 5, một tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã bị hai tàu hải cảnh của Trung Quốc chạy với vận tốc trên 25 hải lý một giờ truy đuổi và áp sát vào tàu cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 2013, khiến tàu này bị hỏng phần lan can và phần chắn gió trên tàu. Mỗi tàu cảnh sát biển của Việt Nam đều có từ 4 cho đến 5 tàu Trung Quốc kẹp và vây với khoảng cách từ 800 cho đến 1.000 mét. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, các tàu của Trung Quốc đã lập thành 3 vành đai bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Ngoài cùng là các chiến hạm, trong đó có 2 chiến hạm trang bị hỏa tiễn đối hải và đối không. Kế đó, các tàu cảnh sát biển, tàu hải giám, tàu đánh cá và trong cùng là các tàu hậu cần hỗ trợ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981. Các tàu của Trung Quốc vẫn cố tình đâm vào các tàu của Việt Nam và dùng vòi rồng tấn công những tàu này. Đến cuối ngày hôm qua, có thêm một tàu cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 2013 bị hư hỏng nặng. Việt Nam không cho biết có bao nhiêu tàu đang hiện diện ở khu vực tranh chấp, nhưng báo chí quốc tế cho biết con số đó là 29.